lớn sẽ còn tiếp diễn trong cả ngày hôm nay nữa. Khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi và Kon Tum thì mưa thêm 100 cho tới 150mm nữa, và có những nơi thì sẽ trên 200mm. Ở Gia Lai và Bình Định thì có nơi mưa trên 150mm.